Thưa quý vị, và bây giờ chương trình được tiếp nối là một người nhạc sĩ mà Thanh Bạch rất là yêu mến và cũng rất là khâm phục. Thưa quý vị, Quái Kiệt Thế Vinh thì các bạn biết lên cái hàng Quái Kiệt là dữ dằn lắm rồi đó. Đa dạng mà kiên trì nhẫn nại để luyện tập. Cùng với ca sĩ Ngọc Mai sẽ đến với một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát có tựa đề Lời Mẹ Ru. Chúng ta cùng dành tràng pháo tay để cổ vũ cho Quái Kiệt Thế Vinh và nữ ca sĩ Ngọc Mai. Chào.